Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tôi tên là Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2018-2019, tôi xin gửi tới ban giám khảo và toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Trong sự nghiệp chồng người của mỗi giáo viên, đầy ắp những kỷ niệm buồn vui và cả những lần trăn trở. 6 năm đứng trên bục giảng, dẫu chưa nhiều, nhưng mỗi lần hoài niệm về những ngày đầu tiên làm cô giáo, thì tôi lại nhớ về những giọt nước mắt và cái nắm tay của một phụ huynh đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Câu chuyện tôi đem đến hội thi ngày hôm nay có tựa đề Đôi giày bóng đá. Học kỳ 2 năm học 2014-2015, tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp chồng người của mình. Tôi được ban giám hiệu trường tiểu học Yên Bình phân công giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp 5C thay cho chị Hằng nghỉ chế độ sinh em bé. Bản giao lớp cho tôi, chị nói: "Cơ bản là lớp ngoan em ạ, nhưng em cũng sẽ rất vất vả với mấy học sinh cá biệt đấy." Chị nói với tôi về Hùng, cậu học trò cá biệt, đặc biệt với những thành tích bất hảo như lười học, trốn học chơi game, đánh lộn. Mải mưu sinh, gia đình phó thác việc dạy dỗ cho nhà trường, mà nếu có, cũng chỉ là những trận đòn roi của người cha. Trong đầu tôi lúc đó ngổn ngang bao suy nghĩ, nhưng trăn trở nhất là làm thế nào để giúp Hùng tiến bộ. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi dành tiết đầu để nói chuyện cùng các em. Vừa nói, tôi đi từng bàn. Đến cuối lớp, tôi linh cảm cậu học trò ngồi một mình với dáng vẻ lì lợm, quần áo luộm thuộm, lem luốc kia chính là Hùng. Như một bản năng, tôi nhẹ nhàng bẻ lại cái cổ áo xộc xệch cho em. Trở lại bục giảng, tôi viết lên bảng một dòng chữ lớn: "Con ngoan trò giỏi", và nói: "Kể từ hôm nay, cô giáo sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cô thấy tất cả các em đều rất đáng yêu." Và dòng chữ trên bảng là cái đích mà cả lớp ta phấn đấu, giúp nhau cùng tiến bộ. Em nào đồng ý giơ tay? Cả lớp đồng loạt giơ tay. Tôi để ý, cánh tay cuối cùng giơ lên có vẻ ngập ngừng là của cậu học trò cuối lớp. Sau đó, tôi phát cho mỗi học sinh một tờ giấy, yêu cầu các em ghi họ tên, sở thích của mình. Và cậu học trò cuối lớp là người dừng bút đầu tiên. Thật đặc biệt, khi tất cả các học sinh trong lớp đều chăm chú viết, thì cậu học trò cuối lớp lại vẽ chiếc áo bóng đá có số 10, ghi tên cầu thủ Messi. Phải nói là cậu ta vẽ rất đẹp. Cầm bức vẽ, tôi hỏi lớn: "Cô giáo cũng là fan hâm mộ cầu thủ Messi đấy, vậy ai là người vẽ bức tranh này?" Vừa dừng lời, cậu bé cuối lớp đứng bật dậy với ánh mắt trong trẻo đến lạ thường: "Thưa cô, em ạ, nhưng cô thấy em không ghi họ tên của mình." "Thưa cô, em tên là Nguyễn Mạnh Hùng ạ." "Tuyệt vời, em vẽ rất đẹp." Buổi học đầu tiên trôi đi thật nhẹ nhàng, trong ấn tượng tốt đẹp đối với nhau của cả cô và trò. Còn trong tôi sáng lên một niềm tin, Hùng sẽ trở thành một học sinh ngoan. Nhưng làm thế nào lại là điều vô cùng khó. Cả một tuần sau, Hùng chẳng tiến bộ thêm chút nào. Ngày nào cũng lầm lũi đến lớp với bộ dạng mệt mỏi, lầm lì, chẳng hòa đồng cùng bạn bè trong lớp. Cuối tuần đó, tôi quyết định đến nhà Hùng. Tiếp tôi là người phụ nữ già hơn cái tuổi 40 của chị. Khi biết tôi là cô giáo của Hùng, chị sụt sùi tâm sự: "Bố cháu đi làm xa, bố cháu đi làm ở xưởng mộc từ sáng đến tối mới về. Tôi thì đầu tắt mặt tối với cửa hàng tạp hóa. Hùng lại lười học, ham chơi, nhất là ham đá bóng. Gần đây nó còn tự ý lấy tiền của tôi đi chơi điện tử. Vợ chồng tôi dạy bảo nhiều lần nhưng nó không nghe. Dần dần bố nó trở lên giữ đòn và cấm tiệt nó đá bóng." Đêm ấy tôi đã thức rất khuya. Sáng hôm sau, tôi đã có buổi làm việc với hội đồng tự quản của lớp, thống nhất biện pháp giúp đỡ Hùng tiến bộ. Cháu
trong lòng vô cùng háo hức và thầm hy vọng những giải pháp đưa ra sẽ đạt hiệu quả. Vậy mà buổi chiều đến lớp, Hùng vắng mặt không lý do. Qua tìm hiểu, tôi biết Hùng đang ở quán net gần trường. Báo cáo ban giám hiệu và nhờ đồng nghiệp trong lớp, tôi quyết định ra quán net tìm Hùng. Đến bên Hùng, tôi nói nhỏ: Hùng à, về lớp học đi em. Giật mình, rồi đột nhiên Hùng đứng phát dậy, chạy ra khỏi quán. Hùng, Hùng, em đi đâu đấy? Hùng tiếp tục chạy nhanh hơn. Tôi thất vọng, trở về trường với nỗi buồn khó tả. Có cái gì đó quặn thắt nơi lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Hùng sẽ hỏng. Và tương lai của Hùng nữa chứ. Tôi bất chợt rùng mình, không dám nghĩ tới những điều tồi tệ hơn. Sáng hôm sau, bước vào lớp, việc đầu tiên là tôi tìm kiếm Hùng. Vẫn bộ dạng như vậy, nhưng trong vẻ lầm lì có cái gì đó lo sợ. Tôi bước nhanh tới và nói nhỏ: Cô rất vui vì hôm nay em đã tới lớp. Tôi trở lại bục giảng với niềm tin mãnh liệt vào công việc mình chuẩn bị. Em ạ, trường ta chuẩn bị tổ chức thi đá bóng. Cô muốn các bạn nam lớp mình thành lập một đội bóng. Em có đồng ý không? Đồng ý ạ. Cả lớp đồng thanh, nhất là các em học sinh nam. Nhìn nhanh về phía Hùng, tôi thấy cậu ta vẫn im lặng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Vậy, lớp ta hãy bầu ra một bạn làm đội trưởng. Đã thống nhất từ trước, đại diện hội đồng tự quản đề nghị giới thiệu Hùng và được tất cả các học sinh của lớp đồng ý. Liếc nhanh về phía Hùng, tôi thấy ánh lên nét dạng người pha chút bối rối. Để khích lệ Hùng, tôi đề nghị cả lớp tặng Hùng một tràng pháo tay giòn giã. Hùng hưng phấn hẳn lên. Tôi tiếp tục: Để làm căn cứ bình xét khen thưởng cuối năm, cô muốn lớp ta làm một cuốn nhật ký ghi lại những việc làm tốt của mỗi thành viên trong lớp. Và để cho cuốn nhật ký thêm sinh động, bạn nào xung phong đảm nhận phần trang trí? Cả lớp giơ tay, Hùng cũng vậy. Nhìn mặt cậu ta rạng ngời với tất cả nét hồn nhiên trẻ thơ, tôi thấy lòng mình ấm áp và tự tin vào kế hoạch của mình. Về phần Hùng, khỏi phải nói cậu ta thích thú với cương vị được giao như thế nào. Cậu nhanh chóng hòa đồng với các bạn và rất trách nhiệm trong công việc. Đúng là Hùng vẽ rất đẹp. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các em học sinh trong lớp đều mến mộ. Còn về đá bóng, mỗi lần ra sân, Hùng rất ra dáng một thủ lĩnh. Vẻ lầm lì giờ đã biến mất trên khuôn mặt ngây thơ. Tuy nhiên, về kiến thức, cậu ta có một lỗ hổng khá lớn. Bên cạnh việc phân công các bạn giỏi trong lớp giúp đỡ, tôi cũng phải dành thời gian bù đắp những thiếu hụt trong kiến thức cơ bản của Hùng. Những lúc Hùng chán nản, tôi phải nói đùa: Messi không chỉ đá bóng tài mà còn học giỏi đấy. Khó như vẽ mà em còn vẽ đẹp thì mấy phép tính. Cô tin em sẽ làm tốt nếu em cố gắng hơn. Thưa các bạn, Hùng bây giờ đã là học sinh lớp 8 với thành tích 2 năm liền là học sinh tiên tiến và đã là thủ lĩnh của đội bóng nhà trường. Nhưng nếu câu chuyện giúp một học sinh cá biệt trở thành một học sinh ngoan, tôi chắc rằng tất cả những người thầy, người cô đã từng làm. Tuy nhiên, điều động mãi trong tôi về cậu học trò cá biệt không phải ở trên lớp mà chính tại ngôi nhà nhỏ của cậu ta. Đó là khi chuẩn bị kết thúc năm học 2014-2015, sau khi đến thăm nhà bạn ở xóm của Hùng. Qua nhà Hùng thấy đèn còn sáng, tôi tạt vào chơi. Trên chiếc chiếu trải giữa nhà, ông bố đang xem cuốn nhật ký việc tốt của lớp 5C với niềm vui rạng rỡ. Hùng thì cúi đầu lên đùi bố ngủ ngon lành, tay ôm chặt một đôi giày đá bóng mới tinh. Tiếp tôi, người mẹ thổ lộ: Thằng Hùng nói nó ngủ sớm, 11 giờ, bố đánh thức con dậy xem đá bóng nhé. Hôm nay có Messi đá đấy. Mà cô giáo biết không, đôi giày kia là ông nhà tôi mới mua cho nó đấy. Nói đến đây, tự dưng nước mắt chị trào ra.
Tôi hiểu, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, nó chân thành và giản dị vô cùng. Nhẹ nhàng chào chị ra về. Tới cổng, chị níu tôi lại, giọng vẫn còn thổn thức. Gia đình tôi rất biết ơn cô giáo. Cô không chỉ giúp con tôi trở thành một đứa con ngoan, trò giỏi, mà còn giúp chồng tôi từ một người cục cằn, khó tính, trở nên yêu vợ, yêu con hơn. Nói đến đây, chị nghẹn ngào, xúc động. Trong nhà, ông bố vẫn đang chăm chú xem nét vẽ của con mình. Tôi cảm thấy Hùng đang nở nụ cười rất tươi trong giấc ngủ, tay vẫn giữ chặt đôi giày đá bóng. Tôi nắm chặt tay chị và cứ để nước mắt của mình lăn rơi. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, câu chuyện khép lại nhưng đã mở ra cho tôi một kinh nghiệm quý báu về sự nghiệp chồng người, về sức mạnh của niềm tin. Trước mọi khó khăn, thử thách, ta chớ vội nản lòng. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, hãy mở rộng vòng tay để giúp đỡ các em. Vòng tay ấy tuy ngắn nhưng vô cùng ấm áp. Nó sẽ là động lực giúp các em thêm tự tin trên con đường học tập của mình. Thành công trong việc giúp cậu bé Hùng tiến bộ, Tôi muốn gửi tới các bạn, những đồng nghiệp của tôi thông điệp: roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Xin trân trọng cảm ơn ban giám khảo và các bạn đã chú ý lắng nghe.